được nhiều lắm như vậy thì lão đại của phòng viên cạnh đánh cho một trận. Ngày hôm sau khi ăn cơm, cậu ta thèm hết luôn và nhanh chóng chạy ra khỏi bức tường không phản ứng. Chim cưng hét lên khi người dân gần sợ hãi nhưng lại là một công sợ. Hai bên bắt đầu lao vào đánh nhau, nóng đầu chim cưng giành chiến thắng. Công sở bị đập từng chút sợ hãi, người trong xe chính là kẻ vừa đã lên bắt đầu trận quyết chiến với